chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình, với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. Thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là Liên Âu cho rằng lợi ích lớn hơn rủi ro đối với thuốc chích ngừa AstraZeneca. Ủy ban an toàn của cơ quan dược phẩm Âu Châu, được biết đến với tên gọi là EMA, đã xác nhận rằng lợi ích của thuốc chích ngừa AstraZeneca trong việc ngăn ngừa COVID-19 tổng thể lớn hơn nguy cơ tác dụng phụ. Giám đốc điều hành của EMA đã phát biểu hôm thứ Tư vừa qua tại một cuộc họp báo ở Amsterdam rằng dựa trên các bằng chứng hiện có, những yếu tố nguy cơ cụ thể chẳng hạn như là tuổi tác, giới tính hoặc là tiền sử bệnh lý về rối loạn đông máu trước đây vẫn chưa thể được xác nhận. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khẳng định phải cung cấp thuốc chích ngừa cho các nước nghèo hơn. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank là ông David Malpass nói rằng các nước nghèo cần thuốc chích ngừa sớm vì họ sẽ mất nhiều thời gian để phân phối và cung cấp chúng. Ông nói sự bất bình đẳng là một phần của sự bất công trên thế giới. Những gì Ngân hàng Thế giới đang làm là cung cấp tài chính trực tiếp cho các quốc gia để họ có thể mua từ bất cứ nơi nào có nguồn cung. Đó có thể là COVAX mà Ngân hàng Thế giới không phải là thành viên nhưng ủng hộ. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận G20 hôm thứ Tư, một trong những bộ trưởng tài chính nói rằng họ có hợp đồng với nhiều nhà sản xuất thuốc chích ngừa, bao gồm COVAX, nhưng lại không nhận được bất cứ một đợt giao hàng nào từ COVAX. Vì vậy, một trong những thách thức là bắt đầu giao hàng công bằng và bình đẳng. Ngân hàng Thế giới đang đầu tư một khoản tài chính đáng kể và cũng rất quan trọng là hệ thống thực hiện việc tiêm chủng. Các quốc gia nghèo hơn không có khả năng thực hiện việc này một cách nhanh chóng. Vì vậy, các tổ chức quốc tế cần giúp tiêm vaccine cho họ sớm để họ có thể bắt đầu chích cho người dân. Tiến trình tiêm chủng cho công chúng sẽ mất nhiều tháng trời và rất quan trọng để cứu mạng người. Hoa Kỳ lo ngại về việc chuyển quân của Nga. Hoa Kỳ đang xem xét việc gửi tàu chiến vào vùng biển Hắc Hải trong vài tuần tới nhằm bày tỏ sự ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới phía đông của Ukraine. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng họ đang ngày càng lo ngại về các lực lượng Nga trong khu vực. Phát ngôn viên Jen Psaki nói, Hoa Kỳ ngày càng lo ngại trước việc Nga leo thang các cuộc xâm lược ở miền đông Ukraine, trong đó có việc chuyển quân của Nga tại biên giới Ukraine. Nga hiện có nhiều binh sĩ ở biên giới với Ukraine hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2014. 5 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng chỉ trong vòng tuần này. Đây đều là những dấu hiệu rất đáng lo ngại. Hải quân của Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động ở vùng biển Hắc Hải, nhưng giới chức quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết việc khai triển tàu chiến bây giờ sẽ gửi một thông điệp cụ thể tới chính phủ của Nga rằng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của họ. Hoa Kỳ đã được yêu cầu thông báo trước 14 ngày về ý định tiến vào vùng biển Hắc Hải, vì hiện chưa rõ chính phủ Mỹ có báo trước hay không. Hoa Kỳ khôi phục viện trợ cho cơ quan tị nạn Palestine. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết họ sẽ hỗ trợ tài chính hơn 200 triệu Mỹ Kim cho cơ quan tị nạn Palestinian của Liên Hiệp Quốc. Hành động này đảo ngược quyết định năm 2018 của chính quyền cựu Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn gần như tất cả sự viện trợ của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Ned Price nói rằng việc hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cho người Palestine phục vụ các lợi ích và giá trị quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm cung cấp cứu trợ quan trọng cho những người cần đến, thúc đẩy phát triển kinh tế và hỗ trợ sự hiểu biết giữa Israel và Palestine, cũng như an ninh và ổn định trong một thời kỳ đầy biến động trong khu vực. Nó phù hợp với các giá trị và lợi ích của Hoa Kỳ, cũng như của các đồng minh và đối tác của chúng ta. Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và tự do cho cả người Israel lẫn người Palestine với phương cách cụ thể trong thời gian tới. Tàu chiến Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan. Đài Loan đang cảnh báo Trung Quốc rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng nếu như Bắc Kinh tấn công. Thông điệp của họ được đưa ra khi Trung Quốc đang đẩy mạnh sự hiện diện quân sự xung quanh hòn đảo tự trị này.
Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Bắc Kinh và cam kết hỗ trợ Đài Loan chống lại sự cưỡng bức. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư, một tàu chiến của Hoa Kỳ đã quá cảnh qua eo biển Đài Loan, bày tỏ cam kết của Hoa Kỳ đối với mục tiêu một Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Anh Quốc công bố quỹ 59 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ người Hồng Kông. Anh đang cam kết gần 60 triệu Mỹ Kim cho một chương trình mới dành cho những người Hồng Kông có hộ chiếu British National Overseas, tạm dịch là người có quốc tịch Anh ở nước ngoài, viết tắt là BNO. Những người này đang tìm cách chuyển đến sống tại Anh. Số tiền này sẽ tài trợ cho 12 trung tâm tiếp đón trên khắp nước Anh, cùng với một chương trình trực tuyến với thông tin về những thứ cần thiết như ghi danh tại phòng mạch bác sĩ hoặc trường học. Anh Quốc cho biết có tới 153.000 người hiện có loại sổ thông hành BNO và những người phụ thuộc có khả năng nhận lời đề nghị của chính phủ Anh trong năm đầu tiên. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bước vào kỷ nguyên hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bắt đầu hoạt động thương mại. Đây là hình thức điện năng duy nhất trong khu vực và nó có ý nghĩa đa dạng hóa hỗn hợp năng lượng của khu vực, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dầu hỏa. Một hình ảnh từ trên không mô tả Abu Dhabi bằng máy bay không người lái vào ban đêm cho thấy quy mô năng lượng cần thiết để cung cấp điện cho thủ đô. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất viết tắt là UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên thắp đèn từ năng lượng hạt nhân của riêng mình. Giám đốc điều hành là Mohammed Al Hamadi thuộc tập đoàn năng lượng hạt nhân Emirates viết tắt là ENEC đã khoe rằng UAE có một máy phát điện lớn nhất ở Trung Đông. Ông kể rằng đã tham gia công cuộc xây dựng nhà máy điện hạt nhân từ ngày đầu tiên, dùng một mô hình hoạt động ở đây để khởi động các hoạt động sản xuất năng lượng thương mại. Ông cho biết bây giờ họ đã kết nối với lưới điện và đang tạo ra doanh thu trong cùng lúc cung cấp nguồn điện sạch, đáng tin cậy, an toàn, bảo mật. Về cơ bản, lưới điện và những ánh sáng lấp lánh trong đêm cũng được cung cấp một phần từ nhà máy điện hạt nhân ở Barakat, cách Abu Dhabi vào khoảng 300 km về phía Tây Nam, gần biên giới với Ả Rập Saudi và Qatar. Cơ sở có 4 lò phản ứng. Lò số 1 hiện đã hoạt động đầy đủ, số 2 được nạp nhiên liệu. Lò số 3 và 4 sẽ bắt đầu hoạt động trong vài năm tới. Baraka được dự đoán là sẽ tạo ra vào khoảng 25% điện năng của quốc gia UAE và sẽ tránh được vào khoảng 21 triệu tấn khí thải CO2 hàng năm, tương tự như là việc đưa khoảng 3.2 triệu xe hơi ra khỏi đường phố. UAE đã có một bước nhảy vọt vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, thiết lập khuôn khổ chính sách từ năm 2008 và chi ra 24 tỷ Mỹ Kim để phát triển lĩnh vực này. Pháp trì hoãn cuộc thi đấu quần vợt French Open vì coronavirus. Giải quần vợt French Open tại Pháp đang bị hoãn lại một tuần vì đại dịch coronavirus. Liên đoàn quần vợt Pháp đã đưa ra thông báo vào ngày thứ Năm. Ban đầu giải này được hoạch định khai mạc vào ngày thứ Hai 17 tháng 5 và kéo dài cho đến hết ngày 6 tháng 6. Tuy nhiên, vòng loại bây giờ bắt đầu vào ngày 24 tháng 5, tiếp theo là giải đấu chính vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 và bế mạc ngày 13 tháng 6. Pháp gần đây đã thực hiện các hạn chế mới toàn quốc trong bối cảnh các ca nhiễm coronavirus gia tăng. Theo lệnh cấm giới hạn, lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng, việc đi lại trong nước Pháp sẽ bị hạn chế và mọi người được yêu cầu làm việc tại nhà. Hãng du thuyền Carnival Cruise Line đe dọa đưa tàu ra khỏi lãnh hải Hoa Kỳ. Hãng du lịch Carnival Cruise Line đang đe dọa sẽ đưa các du thuyền của mình ra khỏi lãnh hải Hoa Kỳ. Điều này xảy ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC, công bố hướng dẫn mới nhưng lại không bao gồm thời điểm mà các du thuyền sẽ được phép hoạt động trên vùng biển của Hoa Kỳ. Hãng Carnival đã hủy bỏ tất cả các chuyến du lịch khởi hành từ các hải cảng của Mỹ cho đến hết ngày 30 tháng 6. Họ có 14 hải cảng dọc theo bờ biển phía đông của phía Tây và ở vịnh Mexico. Các hãng du lịch hàng hải khác đã hoạt động trở lại bằng cách di chuyển tàu của họ đến các nơi khác trên thế giới. Và sau đây là một số tin liên quan đến giới tiêu thụ, bởi vì 2/3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Phần tin đầu tiên là Tòa Bạch Ốc bảo vệ việc tăng thuế doanh nghiệp để cải thiện cơ sở hạ tầng. Tòa Bạch Ốc đang bảo vệ kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp để tài trợ cho dự luật cải thiện cơ sở hạ tầng khổng lồ của chính quyền Tổng thống Biden. Dự luật trị giá 2.000 tỷ Mỹ Kim đã bị chống đối mạnh mẽ, đặc biệt là từ phía đảng Cộng Hòa, vì việc tăng thuế. Vì vậy, Tòa Bạch Ốc đang phát động một chiến dịch biện minh cho việc tăng thuế doanh nghiệp. Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen cho biết hôm thứ Tư rằng luật cắt giảm thuế năm 2017 của các đảng viên Cộng Hòa đã không mang lại hiệu quả sản xuất hoặc là đầu tư mới cho quốc gia Hoa Kỳ. Thay vào đó, nó mang lại cho các công ty những ưu đãi để đưa công nhân và lợi nhuận ra nước ngoài.
Bà Yellen cho biết kế hoạch thuế Made in America, tức là sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Biden, sẽ loại bỏ các ưu đãi tại nước ngoài và giữ nhiều doanh thu hơn trong nước Mỹ để sử dụng nhằm tài trợ cho dự luật cải thiện cơ sở hạ tầng. Tòa Bạch Ốc cũng đưa ra lập luận về việc tăng thuế doanh nghiệp trong một bản báo cáo dài 19 trang đã được công bố hôm thứ Tư. Bộ Lao động báo cáo số đơn xin thất nghiệp gia tăng trở lại. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang gia tăng trở lại. Bộ Lao động cho biết số đơn này lên tới 744.000 vào tuần trước, sau khi đã giảm xuống 658.000 vào hai tuần trước. Con số này cao hơn nhiều so với dự đoán của các kinh tế gia, sau khi báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy nền kinh tế đã có thêm tới 916.000 việc làm vào tháng trước. Tuy vậy, số đơn thất nghiệp này vẫn thấp hơn nhiều so với 6 triệu đơn xin trợ cấp được nộp một năm trước đây. Và con số của tuần trước đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID bắt đầu. Các nhà phân tích hy vọng rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm khi có nhiều doanh nghiệp mở cửa hơn vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Một số đang mong đợi sự bùng nổ tuyển dụng nhân viên khi xã hội được mở cửa hoàn toàn. Hơn 150.000 người làm việc tự do và lao động theo hợp đồng cũng đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vì tác hại của đại dịch vào tuần trước. Điều đó đã nâng tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp lên trên hơn 890.000. Các tiểu bang yêu cầu tìm kiếm việc làm để nhận trợ cấp thất nghiệp. Ngày càng có nhiều tiểu bang đã đưa ra yêu cầu phải đi xin việc làm để giữ tiền trợ cấp thất nghiệp. Theo báo cáo thất nghiệp PUA.com, các tiểu bang North Carolina, South Carolina, Nevada và Idaho gần đây đã thêm một nhiệm vụ xin việc làm vào trợ cấp thất nghiệp của mình. Các tiểu bang cho biết một số hoặc là tất cả những người nhận trợ cấp sẽ phải tìm kiếm công việc hoặc là phát triển kỹ năng của họ. 19 tiểu bang khác cũng đã quay trở lại yêu cầu này. Các tiểu bang đã đình chỉ nhiệm vụ xin việc sau khi đại dịch COVID buộc các tiểu bang phải đóng cửa hồi năm ngoái. Hãng GM đóng cửa nhiều nhà máy hơn vì thiếu chip điện toán. General Motors, tức là GM, đang tạm ngưng sản xuất tại hai nhà máy xe hơi nữa vì tình trạng thiếu chip điện toán. Công ty cho biết là họ sẽ tạm thời đóng cửa ở các nhà máy của mình tại Spring Hill, Tennessee và thị trấn Lansing ở Delta, Michigan. Đồng thời, GM cũng đang gia hạn ngưng hoạt động ba nhà máy khác hiện đã ngừng hoạt động. Quyết định này đã được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu đang phải vật lộn để tìm đủ chip điện tử. Vì vậy, hoạt động sản xuất đang bị ảnh hưởng và lượng xe tồn kho tại các đại lý GM đã giảm tới 18% so với cuối năm ngoái. Sự thiếu hụt chip xảy ra sau khi các nhà sản xuất xe hơi cắt giảm đơn đặt hàng của họ vào năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Các nhà sản xuất điện tử đã thu mua hết nguồn cung dư thừa và hiện nay thì các hãng xe đang gặp khó khăn vì lượng chip thiếu hụt trầm trọng. Hãng Ford cung cấp 120 triệu khẩu trang và thông điệp về thuốc chích ngừa. Hãng Ford cho biết họ đã giao 120 triệu chiếc khẩu trang cho các cộng đồng có nguy cơ cao. Nhà sản xuất xe hơi đã tặng khẩu trang cho các tổ chức phi lợi nhuận, trường học và giới chức địa phương trong 8 tháng. Ford cũng đang giúp đưa ra một thông điệp dịch vụ công cộng với các nhà lãnh đạo từ các tổ chức nhắm vào các cộng đồng thiểu số để chống lại thông tin sai lệch về thuốc chích ngừa. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không tương xứng đến các cộng đồng không được tiếp cận đầy đủ. Ford đã sản xuất hơn 22 triệu tấm che mặt, 50.000 máy thở và 32.000 mặt nạ phòng độc thông qua quan hệ đối tác với Liên đoàn Công nhân xe hơi United Auto Workers kể từ khi đại dịch COVID bắt đầu. Hãng hàng không Southwest thuê lại nhiều tiếp viên hàng không. Hãng hàng không Southwest đang gọi các tiếp viên của hãng trở lại làm việc. Hãng này cho biết hồi tháng 6 là họ sẽ thuê lại hơn 2.700 tiếp viên hàng không hiện đang bị giảm lương khi tự nguyện nghỉ việc. Các tiếp viên đã xin nghỉ phép của hãng Southwest khi việc di chuyển bằng đường hàng không đã giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch COVID. Khoảng 200 phi công cũng đang được bổ sung làm việc trở lại. Giới điều hành Southwest nói rằng cần các nhân viên ngay bây giờ để theo kịp lịch trình mùa hè của hãng. Các hãng hàng không khác cũng đang tăng thêm lượng khách trên mỗi chuyến bay và chuẩn bị cho một mùa du lịch hè bận rộn, được thúc đẩy bởi những du khách háo hức và công chúng đã tiêm phòng tự tin hơn trong việc mạo hiểm ra khỏi nhà mình. Kinh doanh hàng xa xỉ cũ đang bùng nổ. Chiếc ví có thiết kế cũ được đặt tại phía sau tủ quần áo của quý vị đang là món hàng được chuộng ngay bây giờ. Và đại lý bán lẻ hàng thật xa xỉ mang tên The Real Real đang tìm cách mua nó từ quý vị. Công ty ký gửi này cho biết rằng việc kinh doanh đang bùng nổ và vì vậy họ đang mở thêm nhiều cửa hàng. Gần đây công ty đã mở thêm 5 cửa hàng mới và có kế hoạch mở thêm 4 cửa hàng nữa vào cuối năm nay. The Real Real cho biết bất cứ ai quan tâm đến việc bán lại các mặt hàng xa xỉ có thể bước vào bất cứ cửa hàng nào của họ ở các thành phố lớn như là New York, San Francisco, Los Angeles và Chicago, và khi bước ra ngoài thì sẽ có
ít sản phẩm hơn nhưng lại nhiều tiền mặt hơn. Thuế bất động sản tăng đột ngột trong năm 2020. Thuế bất động sản ở Mỹ đã tăng đột ngột trong năm 2020. Các chủ nhà trên khắp nước Mỹ đang chịu ảnh hưởng bởi số tiền thuế bất động sản cao hơn khi tiền thuế của một ngôi nhà biệt lập đã tăng 5.4% so với năm 2019. Theo phân tích của công ty thông tin và dữ liệu Atom Data Solutions, đó là mức tăng trung bình lớn nhất trong 8 năm. Tổng cộng, thuế đánh trên tất cả các nhà biệt lập vào năm ngoái là 323 tỷ Mỹ Kim. Thuế bất động sản trung bình cho một ngôi nhà biệt lập chỉ là hơn 3.700 Mỹ Kim, tương ứng với mức tăng là 4.4% từ năm 2019. Việc tăng thuế bất động sản có thể là một dấu hiệu cho thấy chi phí điều hành chính quyền địa phương và hệ thống trường công đã tăng cao so với tỷ lệ lạm phát. FEMA bồi hoàn chi phí đám tang cho người thiệt mạng vì COVID-19. Những người đã mất một người thân vì COVID-19 có thể được hoàn trả chi phí tang lễ. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đang làm việc để giúp đỡ những gia đình đó. Bà Gloria Salazar là chủ sở hữu và giám đốc nhà tang lễ nói rằng các gia đình đã không chuẩn bị tài chính cho việc này. Bà đã nói là bà là người thực hiện các dịch vụ tang lễ tại các nhà tang lễ và nhà hỏa táng ở Salazar, cho biết có quá nhiều gia đình đã mất người thân của họ trong đại dịch COVID-19, khiến cho nhiều người mất cảnh giác. Đã vậy, kiếm được nhiều tiền để hoàn tất thủ tục tang lễ là điều vô cùng khó khăn. Bà nói rằng chi phí trung bình cho việc tổ chức tang lễ có thể lên đến 10.000 Mỹ Kim hoặc là nhiều hơn. Tuy nhiên, có một chương trình hoàn trả chi phí mới sẽ giảm bớt phần nào sức nặng cho những người thân đang đau buồn. Thông qua cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang hoặc là FEMA, các gia đình đủ điều kiện có thể nhận được khoản tiền hoàn trả lên đến 9.000 Mỹ Kim với mức tối đa là 35.000 Mỹ Kim. Các khoản bồi hoàn cho tang lễ được áp dụng cho tất cả những người Mỹ đã mất người thân sau ngày 20 tháng Giêng năm 2020. Để nộp đơn, quý vị sẽ cần giấy chứng tử, hợp đồng tang lễ và biên lai chi phí. Nguồn kinh phí là từ đạo luật bổ sung cứu trợ và ứng phó với coronavirus năm 2021 và đạo luật kế hoạch cứu nguy kinh tế Hoa Kỳ năm 2021. FEMA nói rằng mọi người nên đề phòng những kẻ lừa đảo vì cơ quan này sẽ không bao giờ liên lạc trực tiếp với bất cứ ai về việc được hoàn trả chi phí tang lễ. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể vào trang mạng của FEMA. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của khán giả Trina tại Westminster, California và Minh Huy tại Colorado về việc nên làm gì với số tiền chính phủ cứu trợ 1.400 Mỹ Kim và có nên mua hàng trả góp hay không. Sau đây là phần trả lời. Đầu tiên là người Mỹ đang tiết kiệm các khoản tiền cứu nguy kinh tế của họ nhận được. Hầu hết những người Mỹ đã nhận được chi phiếu trong đợt cứu nguy kinh tế đều gửi chúng vào chương mục tiết kiệm, thay vì chi tiêu chúng ngay lập tức. Một cuộc khảo sát của Quỹ Dự trữ Liên bang cho thấy các gia đình dự định dành 42% số tiền cứu nguy kinh tế của mình để đề phòng lúc nguy cơ. 34% đang sử dụng tiền kích thích coronavirus để trả bớt nợ. Cuộc khảo sát được đưa ra ước tính chỉ có vào khoảng 1/4 số tiền trợ cấp này được dành cho việc chi tiêu. Sở thuế Liên bang IRS đã gửi 130 triệu khoản thanh toán vào cuối tháng 3, với nhiều khoản khác đang được thực hiện. Và khoảng 25 triệu khoản thanh toán nữa được dự kiến sẽ được chuyển cho người hội đủ điều kiện vào cuối tuần này, bao gồm nhiều chi phiếu gửi cho những người nhận trợ cấp an sinh xã hội. Và kế đến là dịch vụ mua hàng bây giờ, thanh toán tiền sau. Một dịch vụ đã bị quên lãng trong nhiều năm qua là thông lệ của các nhà bán lẻ cho phép quý vị chọn mua một món hàng rồi trả tiền đặt cọc, gọi là layaway. Sau đó thì quý vị trả góp dần cho đến khi nào thanh toán hết hóa đơn và nhận được món hàng. Ngày nay có những dịch vụ mới xuất hiện được gọi là Buy Now, Pay Later hay là Mua Ngay, Trả Sau. Với dịch vụ này thì bên thứ ba sẽ cung cấp cho quý vị một khoản vay trong thời gian thanh toán để trang trải chi phí mua hàng. Nhưng quý vị cần một số bài tập trước khi sử dụng một trong những dịch vụ này. Trang web tài chính Clippinger gần đây đã xem xét xu hướng ngày càng gia tăng của việc mua ngay bây giờ, thanh toán sau và đưa ra một số mẹo sau đây. Đầu tiên là hãy tìm xem liệu rằng quý vị có thể bị trả các khoản lệ phí và lãi suất trong thời gian trả hóa đơn chậm hay không. Quý vị muốn bảo đảm rằng mình không phải trả nhiều hơn cho mặt hàng hoặc là dịch vụ so với mức giá mà quý vị sẽ có bằng cách trả dứt món hàng khi mua lần đầu. Ví dụ, PayPal có dịch vụ mua ngay trả sau không tính lời, miễn là quý vị chi ra ít nhất là 99 Mỹ Kim. Và xem xét khung thời gian mà quý vị sẽ phải thanh toán trong bao lâu. Đôi khi việc chia nhỏ chi phí của mặt hàng thành nhiều lần thanh toán có thể khiến cho việc mua hàng xem ra có vẻ rẻ hơn, và đó có thể là một yếu tố khiến cho quý vị chi tiêu quá mức và luôn luôn có nguy cơ rơi vào cái bẫy sống trên khả năng của quý vị.
với các chương trình này. Để biết thêm về các chương trình Buy Now Pay Later, mời quý vị hãy xem toàn bộ bài viết tại kiplinger.com. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại lợi ích cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi này vào chương trình, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc là info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.